Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã sinh con gái được 3 tuần. Cô cùng chồng, doanh nhân Đỗ Vinh Quang đều rất kính tiếng về việc chào đón thành viên mới. Ông xã Hoa hậu chỉ ấp mở rằng anh đã sẵn sàng cho những vai trò mới trong cuộc sống. Trong thời gian mang thai nàng công chúa, Đỗ Mỹ Linh cũng không công khai lên trên cá nhân. Khi xuất hiện cùng chồng tại các trận đấu của câu lạc bộ Hà Nội do anh làm chủ tịch, cô đều được quan tâm vì diện áo rộng, che vòng hai nhưng không giải thích. Đỗ Mỹ Linh lên xe hoa cùng Đỗ Vinh Quang cuối tháng 10 2022. Cặp đôi trai tài gái sắc nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp. Từ khi làm dâu nhà bầu hiển, cô hạn chế dự sự kiện showbiz để dành thời gian vun đắp tổ ấm của mình. Trong một lần hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống làm dâu hào môn, Đỗ Mỹ Linh cho biết cô thấy bỡ ngỡ khi bắt đầu học mọi thứ. 3 tháng sau đám cưới, cô thấy mình trưởng thành và có trách nhiệm hơn. Cô hạnh phúc vì chồng là người tâm lý, tạo cho cô sự thoải mái về mọi mặt để làm tốt vai trò làm vợ, làm dâu. Người đẹp luôn thấy biết ơn, may mắn vì những gì có được. Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996 trong một gia đình tri thức ở phố cổ Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội. Từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, cô nỗ lực xây dựng hình ảnh không scandal và phát triển sự nghiệp làm MC bên cạnh việc kinh doanh thời trang. Ông xã Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1995, là chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội, cũng là con trai thứ hai của Bầu Hiển, một doanh nhân nổi tiếng trên thương trường cũng như giới mê bóng đá. Đỗ Vinh Quang giữ chức chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội khi mới 25 tuổi, trở thành chủ tịch câu lạc bộ trẻ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.